ngày còn lại của năm 2020 vẫn còn ở phía trước. Tháng 12 chúng ta chưa kết thúc. Cơ hội để chúng ta đạt được những mục tiêu mong muốn trong năm 2020 vẫn còn đó. Vì vậy, hãy nỗ lực hết sức cho những ngày còn lại của tháng 12 để đạt được những kết quả mà chúng ta mong muốn. Và với một người đại lý, MDRT là một danh hiệu mà chúng ta phải đạt đến. Đã là đại lý, hãy là MDRT. Thời gian để chơi hàng đi của năm 2020 vẫn còn. Chúc các bạn thành công.